Thầy ăn thịt chó Thích Tâm Phúc tiếp tục bị đánh khi đang du lịch Thái Lan. Mới đây trên trang YouTube của đệ tử ruột thầy Thích Tâm Phúc đăng video mới nhất vụ thầy bị một nhóm thanh niên Thái Lan đánh ở công viên văn hóa Bangkok. Được biết sau khi đi ăn tối về và đi dạo ở công viên, thầy Phúc bất ngờ bị một nhóm thanh niên Thái Lan độ tuổi từ 16 đến 19 đánh tới tấp mà không kịp hỏi lý do. Sau đó một số người hiểu tiếng Thái cho rằng nhóm thanh niên đánh ông Phúc vì ghét những hành động phản cảm của ông này từ trước. Được biết những video ăn thịt chó và thịt động vật của ông Phúc không chỉ lan truyền ở Việt Nam mà còn sang tới tận Thái Lan, Campuchia. Người dân ở đây bức xúc với những hành động khiêu khích và thách thức dư luận của ông này. Không chỉ bị đánh, ông Phúc còn bị nhóm thanh niên tuyên bố nếu không xóa các video ăn thịt chó, lần sau sẽ tiễn ông về với ông bà. Ngay sau đó, bảo vệ là công an Hoàng gia Thái Lan đã bắt được nhóm thanh niên đưa về đồn giải quyết. Ông Phúc phải chuyển đi bệnh viện đa khoa Bangkok để cấp cứu. Năm 2010, ông Phúc về lại địa phương tự lập chùa, song đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo gỡ biển hiệu, đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Tuy nhiên, ông Phúc vẫn tiếp tục thành lập 6 công ty để ngụy trang, lợi dụng danh nghĩa để hoạt động quyên góp gây quỹ không đúng mục đích. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát giấy phép kinh doanh của các công ty, phát hiện không có hoạt động kinh doanh. Nhà chức trách đang đề nghị thu hồi các giấy phép này. Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, năm 2019, Công an huyện Củ Chi phát hiện tại nhà ông Phúc có treo huân chương lao động và các bằng khen, 3 con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Qua giám định, tất cả là giả. Ông Phúc khai được người khác làm tặng và treo trong nhà. Công an huyện đã thu hồi và xử lý vi phạm hành chính. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng một số người lợi dụng việc ông Phúc mặc đồ giống người tu hành đi vào quán nhậu để quay clip đăng tải lên mạng xã hội là câu view, gây dư luận xấu trong xã hội. Đặc biệt, một số người thường xuyên xúi giục ông Phúc hành động, phát ngôn đi ngược lại quy định của tu sĩ, tôn giáo. Ông Nguyễn Minh Phúc bị một nhóm thanh niên đánh trong quán thịt chó. Tối qua, trong lúc cùng các đệ tử nhậu ở quán Tám Nhớ, 92 ấp Bến Đỏ 2, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, ông Phúc nghe bàn bên cạnh gồm 5 thanh niên nói, thằng cha Phúc kìa. Ông Phúc liền lên tiếng hỏi, đứa nào mới kêu tao đó? Ngay lập tức thanh niên tên Nguyễn Văn Hoàng, 19 tuổi, ngụ Củ Chi, liền cầm chai bia đập vào đầu khiến ông Phúc ngã nhào. Chưa kịp định thần, ông Phúc đã bị các thanh niên còn lại trong nhóm đè xuống tát tới tấp vào mặt. Đáng chú ý, các đệ tử của ông Phúc ngồi bên cạnh không can mà đứng lên cầm điện thoại quay phim với thái độ vô cùng thích thú. Sau hơn 10 phút giằng co, chủ quán là anh Nguyễn Văn Tám đã tới yêu cầu giảng hòa. Có gì từ từ nói thì các thanh niên mới chịu tính tiền rồi bỏ ra về. Sau đó anh Tám đã cùng một nhân viên nam đưa ông Phúc đi bệnh viện Củ Chi. Hiện chưa có thông tin về tình hình sức khỏe của ông Phúc. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Từ nhỏ, ông Phúc đã sống thiếu tình thương của cha, chỉ có mẹ. Hoàn cảnh trớ trêu khi mẹ ông mắc bệnh tâm thần nhẹ. Sống trong một gia đình chỉ có mẹ và hai em gái cùng cha khác mẹ yêu thương nên ông Phúc trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, với những thông tin mà chúng tôi tìm kiếm được trong thời gian gần đây, thì những người thân của ông Phúc như ông bà nội, ngoại khá đầy đủ, công việc ổn định cùng với trình độ học vấn khá. Tuy nhiên, hiếm khi ông Phúc lại trợ giúp gia đình. Năm 4 tuổi do hoàn cảnh nan giải, ông mắc bệnh ghẻ lở trên đầu và không có tiền chữa trị. Gia đình đã gửi ông đến chùa Hoàng Pháp ở Hóc Môn để quy y cửa Phật. Với tấm lòng nhân ái, ông Phúc được Hòa Thượng Ngộ Chân Tử thương tình trợ giúp và gánh vác việc học hành sau này. Thời thế dần đổi thay, không đủ kinh phí để duy trì, cho đến năm 1975, Viện Dục Anh Chùa Hoàng Pháp giải thể. Năm 1988, khi Nguyễn Minh Phúc lên 7 tuổi, thì sư trụ trì chùa là Thượng tọa Ngộ Chân Tử Viên Tịch, người kế vị trụ trì chùa là Thượng tọa Thích Chân Tính. Năm 15 tuổi, đang học lớp 9, ông Phúc trở lại chùa Hoàng Pháp và được trợ giúp những lúc nan giải nhất. Ông tiếp tục xin Thượng tọa Thích Chân Tính nương nhờ cửa Phật. Sự thật về sư thầy ăn thịt chó Nguyễn Minh Phúc tốt nghiệp Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Trên mạng xã hội đang xuất hiện hình ảnh ông Nguyễn Minh Phúc trong đồ cử nhân tốt nghiệp Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Sự thật sự việc này như thế nào? Ông Nguyễn Minh Phúc hay tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc từng xuất hiện trong hàng loạt clip trên mạng xã hội YouTube gây xôn xao với biệt danh thầy chùa ăn thịt chó. Trước đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi đã xác định rõ về người tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc và nơi tự xưng là Chùa Hoàng Pháp Trung ương. Theo đó, nơi tự xưng Chùa Hoàng Pháp Trung ương ở ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi chỉ là nhà để ở chứ không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo. Còn ông Nguyễn Minh Phúc là người giả danh tu sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, danh xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc là tự nhận. Ông này còn sử dụng các loại giấy tờ quyết định giả mạo để tự xưng là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cơ quan chức năng đề nghị ông Phúc chấm dứt ngay những phát ngôn trái với đạo đức xã hội, trái với truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật nhà nước, tôn trọng đúng truyền thống Phật giáo. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành An, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sáng mùng 2 tháng 4, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên. Ông Lê Minh Phúc có đến chúc mừng một bạn sinh viên vì quen biết và sau đó ông Phúc thuê đồ của những người làm dịch vụ chụp ảnh dạo bên ngoài trường.
và vào chụp ở trong sân trường. Sau đó trên mạng có đăng hình ông Phúc và nêu ông Phúc tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người hiểu lầm. Nhà trường xác nhận rằng ông Nguyễn Minh Phúc chưa từng là người học của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy không thể có chuyện ông tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ phục mà ông Phúc thuê cũng không phải lễ phục của nhà trường. Ông An nói, ngay khi phát hiện việc ông Phúc chụp hình trong sân trường, bảo vệ đã mời ông di chuyển ra khỏi khu vực làm lễ của sinh viên. Vì vậy các thông tin trên mạng đang chia sẻ và chúc mừng ông Phúc là không chính xác. Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng giả danh nhà sư để trốn truy nã. Đối tượng bị cơ quan công an Củ Chi bắt giữ khi đang giả danh nhà sư đi bán hương trên địa bàn thành phố. Công an Củ Chi vừa di lý đối tượng về trụ sở để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan. Được biết trước đó, đối tượng đã nhiều lần làm video ăn thịt chó, nhậu nhẹt, gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, bôi nhọ hình ảnh Phật giáo. Giả mạo nhà sư sẽ bị xử lý như thế nào? Theo luật sư, nếu có căn cứ cho thấy người nào sử dụng giấy tờ giả để giả mạo nhà sư Phật giáo, thì tùy theo mức độ có thể xử lý hành chính hoặc khởi tố hình sự. Như thông tin liên quan đến ông Nguyễn Minh Phúc, 40 tuổi, có nhiều phát ngôn trên mạng xã hội trong thời gian qua. Ngày 28 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông này đã giả mạo tu sĩ Phật giáo, tự xưng pháp danh là Thích Tâm Phúc. Tên Chùa Hoằng Pháp Trung Ương chỉ là bảng hiệu do ông Phúc tự ý gắn tại nhà. Chính quyền địa phương đã đề nghị ông Phúc tháo dỡ bảng hiệu này. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, từ năm 2015 đến nay, ông Phúc đã thành lập 6 công ty nhằm lợi dụng danh nghĩa để tổ chức các sự kiện vận động, quyên góp, gây quỹ không đúng mục đích và tụ tập đông người tại nhà riêng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hiện 6 công ty này đã bị khóa mã số thuế. Qua xác minh của Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi và Ban thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp tập thể cá nhân khen thưởng cấp nhà nước do ông Phúc tự khai không có tên trong hồ sơ lưu trữ tại Ban thi đua khen thưởng Trung ương và Ban thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 1 năm 2022, ông Phúc từng bị Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác với số tiền 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, nếu có đủ căn cứ chứng minh, việc một người nào đó lập công ty nhằm tổ chức các sự kiện vận động, quyên góp, gây quỹ không đúng mục đích thì có thể bị xử phạt hành chính. Cụ thể, nếu hành vi vi phạm được xác định diễn ra trong thời gian 1 năm trở lại đây thì có thể bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Điều 10 Nghị định 130 năm 2021. Nếu hành vi diễn ra quá thời hạn 1 năm thì hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác minh có dấu hiệu lừa đảo thì người vi phạm có thể bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Cũng theo luật sư Phát, người nào làm giả giấy tờ để giả mạo tu sĩ thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 144 năm 2021 hoặc nghị định khác tùy thuộc vào loại giấy tờ làm giả, hoặc khởi tố vụ án hình sự về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự.